Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng chỉ đạo để nhanh ban hành văn bản thi hành luật đất đai. Long An đồng ý cho công ty bà Đặng Thị Hoàng Yến lùi tiến độ đầu tư. Quốc hội đồng ý đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng xây cao tốc Gia Nghĩa-Trân Thành. Khánh Hòa quy hoạch hai khu du lịch hơn 14.000 ha ở Vân Phong. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Ngày 26 tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật các tổ chức tín dụng. Cụ thể, để các chính sách mới của bốn luật này sớm được triển khai trong thực tiễn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, Chính phủ đã trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng, dự án luật và điều chỉnh thời điểm có hiệu lực của các luật này từ ngày 1 tháng 8. Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền theo trình tự được quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các điều kiện ban hành ngay khi Quốc hội thông qua dự án luật. Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành trong việc khẩn trương xây dựng các nghị định quy định chi tiết thi hành bốn luật này theo trình tự thủ tục được quy định, để đảm bảo hoàn thành đồng bộ hệ thống pháp luật và các điều kiện để tổ chức thực thi khi Quốc hội cho phép có hiệu lực sớm 4 luật từ ngày 1 tháng 8 như đề xuất của Chính phủ. Thủ tướng đề nghị các bộ Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các bộ ngành, tổ chức, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện các quyết định, thông tư đã được giao cho Bộ trưởng quy định trong 4 luật và phân công của Thủ tướng. Thủ tướng nêu rõ chỉ thực hiện rút gọn hiệu lực thi hành đồng thời với luật và báo cáo Thủ tướng chậm nhất trong ngày 28 tháng 6. Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo HOSE ITA vừa thông báo được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu trung tâm dịch vụ thương mại giải trí, phim trường, trường học, bệnh viện và dân cư đô thị ICT Tân Đức với quy mô 166 ha nằm tại xã Đức Hòa Hạ và xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa. Sau khi điều chỉnh trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, Tân Tạo phải hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật toàn bộ dự án. Trước khi có quyết định trên, tiến độ triển khai dự án được xác định là từ năm 2009 đến 2015, triển khai đền bù, san lấp và xây dựng để hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật toàn khu. Trong đó, năm 2012 sẽ khai thác kinh doanh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cho biết đến nay, công ty của bà Đặng Thị Hoàng Yến đã chi trả bồi thường đạt tỷ lệ 100%, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời đã được giao đất để thực hiện các khu chức năng và đang chờ cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính để nhà đầu tư thực hiện. Về lý do điều chỉnh khi dự án triển khai chậm tiến độ, địa phương này lý giải tập đoàn Tân Tạo gặp vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng còn bao hộ khiếu nại chưa bàn giao mặt bằng, vướng mắc về thủ tục đất đai và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án. Sáng 28 tháng 6, Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa Đắk Nông Chân Thành Bình Phước. Cao tốc dài 128,8 km, chia thành 5 dự án thành phần. Sơ bộ tổng mức đầu tư 25.540 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương hơn 10.500 tỷ đồng, nguồn thu tăng tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2022 là 8.770 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là hơn 1.700 tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương là hơn 2.200 tỷ đồng, trong đó tỉnh Bình Phước 1.200 tỷ đồng, tỉnh Đắk Nông 1.000 tỷ đồng. Vốn do nhà đầu tư thu xếp là 12.770 tỷ đồng. Theo tính toán, nhu cầu sử dụng đất của dự án là khoảng 1.111 ha, trong đó đất trồng lúa 12 ha, đất nông nghiệp khác 1.041 ha, đất ở 12 ha, đất rừng sản xuất 46 ha, giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch. Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa Đắk Nông đến Chân Thành Bình Phước, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Dự án này được áp dụng hình thức đầu tư rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư. Các dự án thành phần 2, 3, 4, 5 gồm đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đoạn qua tỉnh Đắk Nông và Bình Phước. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho rằng đây sẽ là tuyến đường đẹp được người dân Đông Nam Bộ chờ đợi. Dựa trên kinh nghiệm xây cao tốc thì thời gian tối đa để làm cao tốc Gia Nghĩa Chân Thành chỉ khoảng 1,5 năm. Ngày 27 tháng 6, một nguồn tin xác nhận Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch núi Khải Lương và khu du lịch sinh thái đảo Hòn Lớn ở khu kinh tế Vân Phong thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.
Theo đó, khu du lịch sinh thái đảo Hòn Lớn có tổng diện tích hơn 10.000 hectare, trong đó hơn 4.900 hectare đất tự nhiên, còn lại là mặt nước biển để nghiên cứu khớp nối không gian. Khu vực được lập quy hoạch là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, công viên cây xanh, chuyên đề vui chơi giải trí. Quy mô dân số dự kiến khoảng 8.000 người, không có dân cư sinh sống trên đảo Hòn Lớn. Khu du lịch núi Khải Lương có tổng diện tích 4.015 hectare, trong đó 1.865 hectare đất liền, còn lại là mặt nước biển. Khu vực này được quy hoạch là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng với quy mô dân số khoảng 5.000 người. Hai phân khu này được tổ chức không gian kiến trúc, đảm bảo tính đặc thù theo từng chức năng, tránh phá vỡ cảnh quan khu vực. Phát triển theo các tiêu chuẩn sinh thái, tận dụng tài nguyên cảnh quan tự nhiên để tạo lập một khu du lịch cao cấp tiêu chuẩn quốc tế. Khu vực tập trung phát triển các khu vui chơi giải trí có thưởng casino, các cụm khách sạn, resort nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị, bến du thuyền nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cho du khách. Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều tra dấu hiệu tội phạm tại dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền. Đây là dự án thực hiện hơn 12 năm nhưng chưa ra được sổ cho khách hàng, vừa bị thanh tra tỉnh Đồng Nai chỉ ra hàng loạt sai phạm. Dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái Giang Điền tại huyện Trảng Bom rộng 110 ha, trong đó khu A rộng 37 ha là du lịch sinh thái, khu B và khu C là dự án dân cư rộng 81 ha nằm bên cạnh sông Buông, đối diện khu du lịch. Theo Công an Đồng Nai, Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của dự án, nhưng vẫn tiến hành quảng bá thông qua các công ty môi giới để bán cho người dân. Đồng thời, cam kết sau khi ký hợp đồng từ 12 tháng đến 24 tháng sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ năm 2010 đến năm 2018, Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền đã ký hơn 1.200 hợp đồng mua bán với các khách hàng, nhà đầu tư để thu về số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý những cá nhân, tổ chức có liên quan trong vụ án. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về việc duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT xây dựng kinh doanh chuyển giao. Dự án có điểm đầu giao với đường Vành Đai 3 thuộc huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối kết nối vào quốc lộ 22 thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Tổng chiều dài cao tốc khoảng 51 km với 6 làn xe. Trong đó đoạn qua địa phận Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 24,7 km và đoạn qua tỉnh Tây Ninh khoảng 26,3 km. Giai đoạn 1 có 4 làn xe cao tốc rộng 25,5 m, tiêu chuẩn kỹ thuật có vận tốc thiết kế 120 km/h trên tuyến xây dựng 5 nút giao, trong đó có 4 nút giao khác mức liên thông: Vành Đai 3, TL8, DT787B, quốc lộ 22B và một nút giao bằng tại vị trí cuối tuyến giao với quốc lộ 22. Tại các đoạn giao cắt dân sinh sẽ sử dụng cầu vượt ngang hoặc hầm chui dân sinh, bố trí phù hợp với cấp đường hiện hữu và có xét đến nhu cầu mở rộng, nâng cấp theo quy hoạch tương lai. Bên cạnh đó xây dựng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án là gần 410 ha với 566 hộ dân bị ảnh hưởng. Phạm vi giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện giải tỏa một lần theo quy mô 6 làn xe cao tốc do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án là 19.617 tỷ đồng, vốn nhà nước trong dự án hơn 9.674 tỷ đồng, chiếm 49,31%, phần vốn còn lại là nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP với 9.943 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện dự án từ 2024 đến 2029, riêng trong năm nay sẽ lựa chọn nhà đầu tư. Ứng dụng Cà Phê Lem Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tên mua bán dự án. Thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn, và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chần chừ gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé. Cà Phê Lem Protect, đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.